Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay thì bên vườn em tiếp tục giới thiệu mình 25 cây sứ thái ghép và cây zin. Giá cây bán này có giá từ 40.000 cho đến 400.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha. Em xếp hàng trên toàn quốc luôn. Số điện thoại đặt hàng của vườn là 0981813055. Rồi, khúc đầu em sẽ giới thiệu cho mình là sứ zin trước. Đây, một gốc củ to nha. Gốc zin này nhà vườn trồng cỡ khoảng là hơn 5 năm rồi đó cả nhà. Hình gốc của nó em vòng lại là ngoài 4 găng tay em vòng lại. Đây mình thấy cái gốc rất là đẹp nha. Hoa 3 lớp màu hồng. Đây mặt hoa nó mới vừa bung nhẹ ra nè. Tàn bung rộng tầm 1 mét. Giá của nó là 400.000. Em tiếp số 2. Số 2 là một gốc zin nữa. Gốc này thì nhà vườn trồng được 2 năm rưỡi rồi. Cây này tàn thì bung ra khoảng là 6 tấc nha. Xả tàn nó mới lên lại. Rồi cái hoành cũ của nó là khoảng 2 gan rưỡi tay mình vòng lại. Giá 150.000. Đây là gốc sứ zin. Nói chung những cái gốc zin này em làm video thì em sẽ chọn. Ở vườn thì cây rất là nhiều, nhưng em làm video thì em chọn những cây nói chung cái gốc cũng rất là bắt mắt để giới thiệu cho mình ha. Còn khách nào có nhu cầu mình muốn lựa thì mình cứ đến tận vườn. Vườn thì sứ zin rất là nhiều, kỳ duyên này, mình tha hồ mà lựa ha. Làm video thì em đưa lên cho mình tham khảo 1-2 cây. Rồi tiếp số 3. Số 3 là đổ về sau sẽ là sứ ghép. Giống này là Vĩnh Lộc 16, 3 lớp màu trắng, có sọc hồng nhẹ. Vĩnh Lộc 16 hoa rộ, mình thấy cái nụ nữa nè. Cây này tàn bung rộng tựa dài nha. Dèo chiếc rin liền được luôn. Cây 6 bo 120.000, Vĩnh Lộc 16. Số 4, hồng lila 3 lớp màu hồng đậm luôn. Hồng lila 7 bo 160.000. Cái củ này á, nếu mà mình đi bưu điện nhổ vũ sạch đất thì cái củ này nó nằm khoảng 6kg nha cả nhà. Củ rất là to luôn. Đây, mình thấy cái củ mình nè. Em tiếp số 5. Số 5 là Kim Ngọc 1, một giống hoa rộ nha. Kim Ngọc 1 6 bo 100.000. Đây, cái củ của Kim Ngọc 1. Số 6. Số 6 là Quyết Thắng 3 lớp đỏ. Quyết Thắng tàn đẹp, cây đang chấm nụ. Đây, cái bộ đế nè. Cây 4 bo 120.000. Cái đế này cũng rất bắt mắt nha. Nói chung cái cây này nó xuất sắc từ cái bộ đế lên cho tới tàn luôn. 120.000. Em tiếp số 7. Số 7 là cây ghép làm 2 tầng 3 giống. Cái tầng thấp á là rạng đông 3 lớp màu vàng. Nên cái tầng cao trên đây là ghép 2 giống. Một bên á là Reti màu vàng có hương thơm. Đây màu vàng có nụ nè nha. Phía bên đây cái nụ tím tím này là Bảo Trân Chính, một giống hoa chuyển màu, hoa 4 lớp có hương thơm nữa. Rồi cây ghép 2 tầng này ghép 3 giống 220.000. Cây ghép 7 bo. Cây này chiều cao của nó là tầm khoảng là 8 tấc nha. Em tiếp số 8. Số 8 là cây ghép 2 tầng nữa nè, ghép 3 tầng. Cây này ghép phân làm 3 tầng nha. Tầng thấp Tân Quý 5 cánh đỏ hồng trắng. Tới cái tầng thứ 2 là Long Thành 3 lớp đỏ tươi. Tầng thứ 3 tầng trên cao nhất, Long Thành 3 lớp đỏ tươi luôn nha. Rồi cây này nhìn rất là bắt mắt, ghép 7 bo 220.000. Cây 2 tầng này cao cũng tầm 8 tấc nha cả nhà. Em tiếp số 9. Số 9 cây ghép làm 3 tầng nữa nè. Cây này ghép 3 giống nữa. Cái tầng thấp nhất là ghép Bảo Trân Chính, hoa 4 lớp chuyển màu và hoa thơm. Tới cái tầng thứ 2 là Reti màu vàng có hương thơm. Tầng thứ 3 cũng là Reti màu vàng có hương thơm luôn. Cái tầng thứ 3 là ghép Reti có một bo của thần tài 5 cánh màu đỏ nha cả nhà. Cây ghép 3 giống 3 màu. Rồi ghép 9 bo 220.000. Đây mình xem là cây số 9 nè. Em quay từ từ lên cho mình xem. Ghép 3 tầng 3 giống hoa Reti, thần tài 5 cánh và Bảo Trân. Tới số 10. Số 10 một cây ghép làm 2 tầng nữa mà ghép một giống duy nhất, tên là Tuyệt Đỉnh. Màu trắng viền có hương thơm nè cả nhà. Đây mặt hoa của nó nè. Tuyệt Đỉnh có hương thơm nha. Tình trạng cây này thì đang chấm nụ bằng ngón tay rồi.
Cây mình ghép chín bo 220.000, giống này có hương thơm, hoa sáng màu. Tiếp 11, 11 là cây một cốt, ghép giống ngọc cô nương, 3 lớp, màu hồng viền trắng. Cây 30.000. Số 12, kim ngân, 5 cánh, 30.000. Đây, kim ngân một cốt luôn. Củ kim ngân này á thì nó tầm bằng cái lon sữa bò nha. Tiếp 13. 13 là một giống củ này to, giống mới của vườn tách ra, Mỹ Diệu 1. Mỹ Diệu 1, hoa của nó màu vàng có sọc, hoa 4 lớp màu vàng có sọc, có hương thơm nha cả nhà. Ban ngày mình nhìn thấy nó màu, cái giống này nó lạ cái là ban ngày nó màu vàng, còn mình để trong bóng tối á nó có một cái đường sọc nhìn rất là sáng lung linh luôn trong bóng tối nha. Em nhắc lại là cái giống này để trong tối á là giữa cánh hoa nó có cái sọc trắng, nó dạ ra rất là bắt mắt. Đây giống mới của vườn, tên nó là Mỹ Diệu 1 nha, hương thơm, 4 lớp. Đây cái củ nó nè, nó tầm bằng tay em xếp lại nha cả nhà. Dài từ mắt ghép lên là dài tầm 2,5 tay, 80.000 cho giống này. Tiếp 14, một chậu vô hai góc, mà mỗi một góc là cái củ nó to tầm bằng tay mình xè rộng ra, ghép hai giống hoa nổi bật nè. Thu thủy 10, hoa chuyển màu và hoa thơm, hoa nó là 3 lớp, nền vàng cam viền hồng, nở vài ngày sẽ chuyển sang màu hồng. Và nguyệt tâm 5, 4 lớp màu đỏ, cây hai góc, tổng 9 bo, 180.000. Số 15, 15 là cây hai giống, trầm y 11, 3 lớp, trắng viền, với lại ngô hoàng. Ngô hoàng là hoa 5 lớp màu vàng có sọc, hoa to, ai thích vàng đậm thì đón ngô hoàng ha. Cây mình 6 bo, 2 màu, 150.000. Số 16, 16 là một cây củ quái, đây. Củ già và củ quái ha. Củ này về mình sang qua cái chậu sành đẹp đẹp thì nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của củ mình nhiều hơn. Ở đây em bán thì em để tạm trong chậu nhựa. Ghép giống Hoàng Ân nha. Hoàng Ân 6 bo 200.000 củ quái. Tiếp 17, Vân Huế 7 2 lớp màu hồng. Cây 5 bo 100.000. 18, Nguyệt Tâm 5, củ già nè. Cái hoành củ này là nó nằm cỡ khoảng 55 đến 58 nha cả nhà. Nguyệt Tâm 5 màu đỏ. Đây mình thấy mẫu hoa nó luôn. Bóc mạnh quá nó gãy cuốn luôn. Cây 5 bo 100.000. Số 19, cây dáng nằm. Đây. Củ mini dáng nằm, củ quái, cái củ này mới nhìn giống như là một cái con vịt, nó lợi có hai cái cánh đó nè nha. Ghép giống Nguyệt Tâm 7, hoa chuyển màu, hoa 4 lớp á, màu hồng sọc, cây 4 bo 150.000. Số 20, Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Cây 6 bo 100.000. Đây Thúy An, hoa rộ. Tiếp 21. 21 là hồng chi. Đây. Hồng chi, một giống hoa nở căng và hoa rất là xinh luôn nè. Trắng viền hồng đậm nha cả nhà. Cây mình 12 bo giá 200.000. Cái hoành củ này là em đo vô khoảng 4 gang tay em vòng lại. Tiếp 22. 22 một cây này kêu bằng cái tàn đó là xuất sắc luôn á nha. Ghép ăn lạ 3 lớp vàng cam có sọc màu hồng, giống này có hương thơm. Đây để em để riêng nó xuống nhà mình xem. Đây cái tàn của nó nè, cái tàn này không thể chê vào đâu luôn á. Cái tàn nó bung ra em đặt ngang thử là gần 4 gang tay em vòng lại nha cả nhà. An lạc có hương thơm, 13 bo 200.000. Tiếp 23. 23 là cây ghép hai giống, cây hàng VIP. Hai giống đều có hương thơm hết. Kim lân 3 lớp, nền trắng và đỏ nè, hoa y hình, có hương thơm. Và phía bên nực nữa, phía bên đây là ghép an lạ 3 lớp vàng cam viền hồng. Cây này tàn bung rộng, tàn tròn nha. Xuống cái củ này. Củ này, cái hoành củ nó hơn 4 gang tay em vòng lại, ghép 10 bo giá 400.000, cây hàng VIP. Tiếp 24. Vân Huế 5. 3 lớp. Màu hồng sọc đỏ nè. Đây, cái vàng nụ của nó đang ra nhìn thấy mê con mắt luôn cả nhà. Cây này tàn đẹp lắm nha. Cái tàn của Vân Huế 5 này là nó cũng chỉ em với lại cái cây An Lạc số 22 em vừa quay đó. Nói chung em vừa làm video này, mấy cây hàng VIP này lựa cây mê đẹp lắm. Củ mình già nha, mình nhìn màu củ nè.
củ già ghép 14 bo giá 300.000. Em tiếp 25 cây cuối, 25 là long thành 3 lớp màu đỏ nha cả nhà. 3 lớp đỏ tươi luôn, long thành 10 bo 350.000. Trong cái lô mới này là cây mấy cây VIP này nhìn rất là xuất sắc luôn á. Rồi, cây này ghép 10 bo giá 350.000 ha. Rồi, cả nhà mình xem nếu yêu thích cây nào mình ưng ý muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy em để trên góc màn hình ha. Rồi, cả nhà chưa bấm đăng ký kênh mình hãy bấm đăng ký nè và ấn vào chuông thông báo á để mình đón xem được tất cả những cái video của bên em đăng lên giới thiệu đến với cả nhà. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.